Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại đang là 10 giờ của ngày 28 tháng 10 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị đây chúng tôi xin giới thiệu một bộ bàn thờ Như Ý. Thì mẫu này thì là một mẫu loại nhỏ thôi, kích thước nhỏ. Kích thước là 177 chiều ngang, còn sâu là 87 và cao là 107. Thì đây là bộ sản phẩm này bằng chất liệu gỗ hương Nam Phi. Và cũng giống như những cái bộ bàn thờ Như Ý khác thì là cũng được đục chạm mà rơi ngũ phúc đây. Ngũ phúc năm con rơi, quý vị thấy ở bên bên đốc này là một chú rơi nhá. Bên đây đây. Ở bên đốc một chú rơi này. Giữa một chú, hai bên hai chú là năm con rơi là ngũ phúc. Và ngoài ra thì còn gọi là triện tàu lá rắt. Đấy, ý nghĩa là như thế. Còn phía trên này thì là một bên là được chạm dòng hóa mai, và ở giữa thì có hoa sen. Hoa sen là biểu tượng cho cái sự tinh khiết cũng như thuần khiết, là biểu tượng của người Việt Nam đấy. Bên trên này là có nghê chầu này, cũng như là chữ hệ thọ này. Giữa là cuốn thư. Cuốn thư ở đây thì là cuốn thư là nó tượng trưng cho như một cái bức bình phong. Trong phong thủy thì tượng trưng như một bức bình phong để có thể ngăn cản những cái luồng khí xấu, hay gọi là những cái điều không may mắn ấy. Đấy, luồng khí không tốt xâm phạm đến cái phòng thờ cũng như là ngôi nhà của chúng ta. Đấy, chân này thì được triện rút này, càn triện rút này quý vị nhé, rất là đẹp. Thì mẫu sập thờ này thì là phù hợp với những khách hàng mà có những cái diện tích không gian phòng thờ nhỏ, chúng ta để trên tầng, hoặc là chúng ta diện tích phòng thờ nhỏ mà muốn hai bên để có thể để lục bình hoặc treo cuốn thư câu đối nhá, thì là có thể tham khảo ở cái mẫu bàn thờ Như Ý này. Còn chất liệu sử dụng là 100% là gỗ hương Nam Phi. Sản phẩm hiện tại chúng tôi vẫn còn đang để nguyên mộc. Tôi sẽ đây là trực diện chính diện của chiếc sập thờ. Đây tôi quay hai bên ngang. Đây quý vị thấy đâu. Bên ngang thì được chạm hoa la tây thôi. Chạm hoa la tây và cũng hoa tiết hoa văn là cũng giống như vậy. Ngoài ra thì bên trên này còn bốn cái bao lan ở bên trên nữa, nhưng mà tôi mới làm xong chiếc sập này nên tôi vẫn chưa để lên nhé quý vị nhé. Còn khi quý vị mua thì là sẽ có đầy đủ bộ bao lan ở phía trên này. Đó, gỗ hương Nam Phi thì cũng là rất là giá trị và có độ bền tương đối là cao. Đây là tổng thể của chiếc sập. Đó, mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng của Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở của tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của cái bộ sập thờ này bên dưới cái phần mô tả video để quý vị có thể xem được chi tiết hơn. Hình ảnh chi tiết cũng như là phần thông số kỹ thuật tôi sẽ để bên dưới phần mô tả video. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào.